Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Hôm nay bọn mình lại có một bức thư. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe và Bê Quý Thành nghe nhá. Okay. Em chào anh, em là Hải Long đây. Em học ở trung học cơ sở Tích Sơn. Năm nay em đã 11 tuổi và học lớp 6A3. Em rất cảm ơn những video đầy thú vị và bổ ích của anh Thành và chị Ốc. Sau những giờ căng thẳng, em có thể xem những video đầy bổ ích. Em chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc nhé. Em mong anh chị có thể đọc được bức thư này trên video mới nhất. Và thật sự em cảm ơn anh chị. Trái tim. Rồi, Hải Long. Cảm ơn Hải Long đã gửi cho anh chị bức thư nhá. Và chúc em chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ nhá. Còn và chữ của em là hơi xấu. Hư rồi. Còn hôm nay mình sẽ thử thách gọi là vượt chướng ngại vật bằng là thi vẽ. Ok, các bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Nếu như mà các bạn ủng hộ ốc thì hãy ấn like video. Còn ủng hộ Baby Thành hãy bình luận. Và tất nhiên rồi, các bạn không cần bình luận gì cả, chỉ cần like video thôi. Nhớ bình luận đấy, Baby Thành chơi quá hay nha các bạn. Yeah, chào mừng dân chơi rất là dở hơi. Dân chơi rất là chất chơi. Tên. Ốc ơi, nãy giờ mình chơi thử có mấy level mà em không qua được cái level này vậy hả ốc? Cái này nó nảy đấy, qua luôn. Dưới tỏm luôn xuống dưới đáy xã hội rồi các bạn ạ. Đồ ngu. Kỳ quái rồi. Đi như nào thì cũng rơi thôi. Em vẫn rơi thôi. Ốc không biết chơi đoạn này, ốc quá gà các bạn ạ. Anh bảo rồi, em phải vẽ một đường ở bên đấy và một đường ở bên này thì em nhảy em mới không bị rơi. Đúng rồi. Kém thông minh thật, vẽ mỗi bên chỗ gần chân của ốc sau ốc rơi xuống chích queo luôn các bạn, ngu người thật. Đây rồi, đã hết mực rồi. Thì vẽ nhỏ lại. Kém quá các bạn ơi, ốc quá kém luôn ấy. Em vẽ một cái đường ở giữa xem nhảy, em nhảy sang vẽ một đường giữa bên này nữa, em nhảy tọt vào phát. Thế này đúng không? Rồi nhảy đi. Rồi. Ê đúng thật. Gà quá các bạn. Rồi bây giờ là mới bắt đầu cuộc thi vẽ nhá. Những cái thử thách này thì ốc nhảy ra lấy đâu chích quèo rồi biết ngay mà. Đồ ăn hại. Đây mình sẽ sử dụng cái này để mình có thể vẽ. Chỗ bằng vàng này chính là cái chỗ mà mình không thể nhảy qua được, nên mình sẽ vẽ thêm một cái đường trắng trắng đây. Bẫy gì? Bẫy. Đấy, mình bấm chơi một cái là mình có thêm một cái đường trắng trắng mình nhảy qua đó các bạn thấy không? Đấy. Và mình lụm được một ngôi sao. Đây chỗ này quá là xa cũng không thể nhảy được này. Có quả bóng nhờ, có quả bóng. Ôi đá đè, đá đè em chết tôi. Ốc vừa bị đá đè làm dí luôn mà. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ vẽ nha. Đấy, chỗ này là chỗ mình cần phải đi này. Mình sẽ vẽ một cái gì đấy cho nó dễ đi ấy. Mình vẽ cao cao để xuống để đá nó không đè vào mình ấy. Thông minh lắm. Nào đấy, đấy chặn hẳn hòn đá vào đâu. Rồi sao? Ôi, đá lăn vỡ đầu lăn. Bê Quý Thánh ơi, cái gì đây? Đá lăn vỡ đầu không hề ngầu. Gì đây? Ô cái gì ấy? Nó lừa các bạn ạ, mình cứ tưởng đây là có bậc thang. Game toàn lừa thôi. Rồi sao? Nhảy qua được không? Nhảy được mà. À, bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ các bạn ạ. Ôi giời, biết thế mình nhảy lên trên là xong rồi. Đây khó nha, bây giờ. Lắm, khó lắm. Chả có gì khó cả, anh đi như kiểu này cho các bạn xem đó. Mình chỉ cần vẽ như này thôi. Đó, đi qua, sợ. Nhảy lên, nhảy lên. Ôi giời, bên cứ thành qua. Tí nó trượt chân rơi xuống các bạn ạ. Mình chỉ cần thiếu chỗ này, mình cần vẽ một đường đi lên nữa. Ôi giời. Quá được. Ốc chạy qua chưa, hít khói nhờ. Ồ, đây có một người bạn cầu vòng này, bảy màu luôn. Chỗ này mình không nhảy xuống được à? À, bây giờ mình thử vẽ một hình ở đây em nào. Ồ, nó rơi các bạn ạ. Ôi, ảo thật đấy. Mình định vẽ hình mặt cười, nó rơi tỏm xuống rồi, rơi xuống đây luôn. À, cái này làm sao để vẽ được. Mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ vẽ một cái gì đấy thật là dài. Mình nghĩ là nó sẽ không bị rơi. Đấy. Đó, để chơi nào các bạn. Cái gì đấy? Cái gì đứng trước đầu em đây? Đâu cái gì đâu. Em vẽ sao em lọt xuống đấy, em không đi được. Anh đã qua màn đấy rồi nha. Đoạn này chúng ta lại tiếp tục phải vẽ các bạn ơi. Mình không thể nhảy một phát qua đấy luôn này các bạn này. Rất nhiều thử thách còn đằng xa cái nữa. Bây giờ mình sẽ vẽ nha. Một phát là mình vẽ luôn các bạn. Đấy. Hết mực, vẽ này không được. Thử thách khó này. Mỗi chỗ mình vẽ, chỗ này vẽ dài nhất. Đó. Ăn đu, được của nó đấy. Rồi. Chỗ này vẽ kiểu gì Bê Quý Thành? Cái đấy vẽ làm sao để nó không bị rơi xuống là được. Đây nó rơi này. Em vẽ gà vẽ sai rồi, vẽ chéo chéo, vẽ đi là được. Đó, đấy, nhảy xuống đi luôn. Lên. Thế thôi mà cũng không vẽ được. Không quá gà các đúng bạn. Đúng thật.
Ê, chỗ này cũng khó nha. Nhưng mà Bên Quý Thanh đã vượt qua được các bạn ạ. Bên Quý Thanh chơi quá hay luôn. Ồ, chỗ này tăng tốc à? Đi đâu? Sao mày ngu thế hả? Nó đưa mình xuống là ba màu vàng. Nó lừa mình các bạn ạ. Mình tưởng nó cho mình chạy nhanh thì mình có thể nhảy được xa nhưng không. Thế là bắt buộc mình lại phải vẽ chỗ này rồi. Chỗ này nó sẽ những cái chỗ mà bị đậm đậm này là nó sẽ bị rơi. Mình vẽ là nó sẽ bị rơi các bạn ạ. Ôi, khoai thế. Đó, nó bị trôi vào đây, nó rơi xuống luôn. Ok, anh hiểu rồi. Bây giờ mình phải vẽ kiểu gì. Vẽ một cái này, trôi đi. Không được, cái này mình sẽ không đi được các bạn. Ôi, nó lật, nó nảy tưng tưng luôn mà. Thế à, thế thì mình sẽ vẽ một cái như thế này. Đấy. Ôi, không được các bạn ơi. Gần được các bạn ạ. Mình nghĩ này là ok rồi đấy. Mình thử chơi nha các bạn ơi. Ui. Ai dài, chơi vẽ quá hay luôn. Vỗ tay. Đấy, mình vẽ này cái là mình rơi xuống kia phát mình có thể đi lên trên được trên. Ôi, này luôn. Ôi. Ốc ở đâu rồi Ốc ơi? Ốc ở level 10. Ui giời, giờ vẫn nhảy chỗ này. Ốc còn đi đằng sau mình kìa các bạn kìa. Mình đã phải căn rồi mà nó không được. Đây, anh sẽ đứng đây đợi Ốc một xíu nha. Xem Ốc có vượt qua được những cái thử thách không. Đằng sau này có rất nhiều thử thách khó luôn đấy. Thử thách cực khoai. Nhảy chuẩn vào. Ốc ơi, em đừng chạy một mạch nhá. Rơi xuống đây chết queo đấy, vẽ đi. Tăng tốc à? Tăng tốc không được vẽ vào cái vùng màu xám. Chỉ vẽ được vùng màu xanh mà nó sẽ trôi xuống dưới này. Đó, nên là vẽ làm sao để mình có thể đi lên được. Xem vào tư duy có vẽ được ra cái gì không nào. À, con chó này. Gì đây, gì đây? Ốc không biết vẽ được gì đâu mà. Rồi, Ốc lên rồi. Đây. Ốc cũng thông minh mà. Thông minh ấy. Ngoại trừ những lúc nào Ốc ngu ra thì lúc nào Ốc cũng thông minh. Cái gì đây? Rơi xuống đây là chết đấy. Xem nào. Ôi, vượt cái gọi là mê cung các bạn ạ. Đúng. Mình phải đi ở đây. Phải đi lên trên này. Ôi dễ các bạn ạ. Đấy, đi này lên luôn. Ôi giời, dễ ợt. Mê cung đòi lừa Bên Quý Thanh. Đây rồi. Mình chỉ cần nhìn đúng lối ra là được. Đúng rồi, chỉ cần nhìn đúng lối ra là mình có thể vượt qua được luôn mà. Đây, chỗ này này, đấy. Ui đây là rất nhiều những cái mảnh xanh xanh này thì mình sẽ vẽ vào đây. Ủa nó rơi luôn các bạn ạ. Không được. Vẽ phải để nó vòng qua để nó rơi là được. Rơi đi, đấy. Như thế này là mình chơi. Ôi giời, cứ tưởng có gì khó. Dễ ợt các bạn ạ. Quá chuẩn luôn. Chơi em nha. Ồ, quá chậm luôn, anh vượt qua thử thách lúc nào rồi. Ôi, cái bức tường này nha. Mình không thể lao vào được, mình sẽ lao vào mình sẽ chết. Nên bây giờ mình sẽ vẽ một hình tam giác ở đây các bạn ạ. Hình tam giác à? Mình sẽ nghe lỏm Bên Quý Thanh xem là Bên Quý Thanh vẽ cái gì. Thật ra hình như là không cần phải hình tam giác. Cái này chạm vào tường không sao các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vẽ. Thật ra là không cần hình tam giác, đi một đường thẳng là được. Đấy, ủi, anh tưởng nó trôi cơ. Không bao giờ trôi. Wow, chỗ này là rất nhiều những cái bậc này đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp tục. Nào, mình sẽ vẽ. Ôi nó rơi các bạn ạ. Không sao, rơi này vẫn được. Mình nối tiếp một tí. Ôi nó rơi mất tiêu luôn. Không cần các bạn ạ. Mình nhảy qua này là được mà. Đấy, xong mình đi bộ này qua. Giờ mấy thử thách dễ quá. Ôi, chết rồi. Hiểu kiểu gì. Không, thế thì mình xóa đi. Xong này này, mình vẽ hẳn cái mặt cười vào đây luôn các bạn ạ. Đấy, đấy. Ủa, đây là bát trứng luộc nha các bạn. Rồi. Đây, các bạn nhìn bát trứng luộc của Bên Quý Thanh, Bên Quý Thanh vẽ đây. Rồi, ok, đi vào bát trứng luộc. Không giống bát trứng luộc đây mà là một cái máng toàn là những thanh gỗ màu trắng luôn. Hợp lý. Rồi, em đang bị thiếu này. Thì em cứ đi đến đâu, đi xong thì em lại vẽ tiếp. Đi. Đi đến cái điểm cuối cùng kia xong rồi không đủ thì em vẽ tiếp. Đấy, đúng là điểm cuối cùng đấy đi. Đấy, rồi, không reset lại. Làm được như thế luôn á? Gà, thật đấy, Ốc không biết chơi. Nhưng mà anh vẽ một lần lượt là đủ luôn rồi. Chơi được như thế luôn á? Ôi giời, nếu chơi như thế thì game có gì mà khó rồi. Rồi ơi. Nhưng mà anh phải thử thách. Ôi, mình phải thử thách, cố gắng là mình chỉ vẽ trong một lượt thôi. Đá lăn chết queo rồi. Bên này bị đá lăn. Ngủ rốt thật sự. Trời, né anh trình độ cao lắm. Sao? Ốc giờ mới tới kia rồi hả? Chỗ này không nhảy được nha các bạn. Mấy cái vòng vàng này mình chạm vào mình sẽ bị hy sinh này. Mình sẽ lại vẽ này.
Chị... À, nhìn, chỗ này biết rồi nha. Đấy nhá. Vẽ đây, vẽ nó phải nghệ thuật. Đấy, chia đúng chỗ đấy thôi, mình chỉ cần đi phát là mình thắng. Dạ, chỗ này là làm sao đây? Ồ, nó sẽ xuất hiện lúc có lúc không. Thế à? Thế mình không đủ này các bạn ơi. Thử lại em nào. Ồ. Đấy, mình lên đây xong rồi mình lại reset đi. Ôi chết. Ủa, mình nhảy thông minh, mình nhảy thông minh. Trời ơi. Xin vĩnh biệt cô. Chỗ này hơi khó này, chỗ này hơi khoai các bạn ơi. Thực ra mình có thể nhảy một mạch. Mình nhảy một mạch là mình hy sinh ấy. Mình vẫn phải dùng một tí ở đây. Nhưng một mạch nó không nhảy mạch không được ấy. Không sao các bạn, mình chỉ cần vẽ hai đường ở giữa cơ bản thôi. Khi nào xuất hiện thì mình sẽ đợi nó. Đợi nó có thì mình sẽ đi tiếp đây. Ok. Ở đấy, ổn. Thôi bây giờ đợi bên cái bên này nữa là mình có thể đi qua đường này các bạn này. Ơ kìa, cái gì vậy? Ui, bên cái thành đứng đấy mình nhảy vào đầu bên kia. Yeah. Mình quá thông minh luôn các bạn ạ. Mình đứng đợi là mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ở bên này thì là một cái bức tường rất là cao. Bây giờ mình phải tìm cách để mình có thể vượt qua được nó. Bên này thì có gì mà khó. Đúng không? Đấy, mình vẽ hướng đậu. Từ từ. Mình không nên phí như thế vậy các bạn ạ. Mình vẽ hẳn cái thang đi lên luôn. Đấy. Rồi, hướng ở đây. Bắt buộc phải dùng hai lần rồi các bạn ơi. Không thể nào một lần mà mình có thể vượt qua được cái này đâu. Ôi giời, tỏm rồi, sai rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Như thế này cho chắc. Rồi. Đi một mạch qua luôn. Tiền tiết ten làm sao mà rơi được. Mình đã chặn hết bằng những cái chỗ mình vẽ rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ phải reset lại xong mình một phát. Mình vẽ đi lên trên này luôn. Đấy, quá dễ luôn. Tèn tèn tèn, ốc vẫn chưa qua chỗ kìa. Ốc dễ mà. Không biết chơi, bị dối. Em vẽ hai đường ở giữa ấy, xong em nhảy đứng lên trên đấy. Khi nào nó xuất hiện thì em chỉ cần nhảy vào là được. Vẽ một đường là không chạy kịp đâu. A few moments later. Rồi, cô làng ốc hơi bị ngốc kia rồi. Đây, có bạn đang hello anh Bê Quy Thành như này. Chị ốc thì hơi bị ngốc. Anh Bê Quy Thành vượt qua bao nhiêu thử thách rồi vẫn còn đứng ở trên kia đấy. Bây giờ mới chạy tới đây. Rồi, xong. Quá gà luôn. Đây, đoạn này không nhảy được đúng không? Mình vẽ tiếp các bạn ạ. Ui giời, dễ ợt. Từ từ. Cái này mình cần phải vẽ cao hơn các bạn. Đây. Ôi giời. Mình nghĩ là chạm vào đây nó sẽ bị ăn mòn này. Thế thì mình vẽ vào đây, mình cho xuống như thế này. Đó. Thì nó sẽ không bị đổ xuống. Ok chưa? Quá thông minh luôn. Nó sao mà đổ được? Đừng có thành quá thông minh. Ốc nhìn lỏm. Chơi bẩn. Anh nhìn thấy ốc nhìn anh nha. Nhìn bài. cái này rơi. Cái này cũng dễ các bạn ạ. Mình vẽ đúng một, mình cần vẽ đúng hình tam giác lên là nó trôi xuống nó sẽ. Ôi giời. Ý, Bê Quy Thành chả biết vẽ. Đây, vẽ đúng hình tam giác như thế này thì có mà không qua. Nhưng mà mình cần vẽ thêm cái này. Nhưng mà mình không biết mình... Ôi chết rồi. Sao mình lại ở đây rồi? Sao mình lại ở đây? Ai mà biết được. Ây giời ơi, các bạn ơi, mình ở dưới hố luôn rồi. Nên bắt buộc là mình... Okay. Nhìn đi, nhìn đây này. Nhìn đây này, nhìn bài đi, đây này. Có mà lên. Đậy vào. Đậy đây đi đây này. Đậy vào. Đậy vào. Anh ấy còn lạ gì em gì để lừa anh. Không được các bạn ơi. Thử chơi nào các bạn. Em có chui qua được đây không? Không được đâu. Không được các bạn ạ. Không chui qua được bên đấy đâm ra nó khó các bạn ơi. Hay là mình vẽ đầy quả trứng nhỉ các bạn nhỉ? Mình vẽ đầy quả trứng cho nó xuống. hợp lý. Thế à? Quả trứng. Kỳ vọng các bạn ơi. Kỳ vọng. Ui, không được đâu. Bây giờ. Em được này,
em tính toán thì may mắn nó rơi chuẩn luôn đấy bê quý thầy. Nó không lộn xộn nhanh, nó rơi đúng bậc luôn nha. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì anh ghét sẽ quả trứng to hơn các bạn ạ. Ái da. Ồ, thế là mình đi lên trên này à? Ok. Trứng to quá, mắc kẹt đấy. Bạn ấy còn làm phép trứng của mình. Ờ, không được rồi các bạn ơi, anh vẫn chưa qua được chỗ này. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Hít khói mình nhìn các bạn. Hít khói này. Nếu mà lúc đây nó như thế này là dễ rồi các bạn ạ. Mình bị rơi xuống dưới kia, đâm ra là mình bị mắc. Thôi đừng bốc phét đi. Đấy, qua ngay, cái này có gì đâu. Bạn ơi, bạn bốc phét ít thôi. Ồ, không được các bạn ơi. À, có cách rồi các bạn. Này, rơi hộ cái. Thông minh chưa? Ốc thấy anh thông minh chưa? Hả? Vẽ chữ T này, chống không rơi được xuống luôn. Ốc đeo đây. Ấn lên nút để mở cánh cửa. Cái này dễ à. Cho một cái hòn bi vào đây. Hòn bi. Đó, thông minh lắm. Làm sao mà lừa được anh Bích Quý Thành. 24 rồi. Ốc không qua được chỗ này à? Chỗ này dễ mà. Quắc vào đây. Ui, nó rơi à? Rơi mấy. À, ok ok, anh hiểu rồi. Ui, nó còn rơi một phát hai cái. Cày thế nhỉ. Ồ, được 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 các bạn ơi. Được 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 được. Ồ, được 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 được. Đúng là con trai của ta. Này, nhớ cái ông ơi, ông nhìn đây. Ê, có một chấm ở đây luôn mà. Nhưng mà đây này, em bảo sao không bắt đầu được từ đây nhỉ? Không, nhìn anh này còn chấm được vào cái khu sẵn sàng đấy. Rồi các bạn ơi, anh bây giờ chỉ cần đi thôi đấy. Rồi ơi, làm sao? Ôi, nhìn em này. Đấy, anh vẽ giống như thế cho anh đi qua được luôn mà. Rồi, chỗ này xem nào. Ôi, nhìn em này, cầu của em động đậy này. Cầu của em động đậy cho em thua. Rồi, đi được đến đấy là chắc chắn là thắng rồi. Bây giờ mình sẽ xem nào, chỗ này nào. Ui, bây giờ mình sắp bấm được hai cái nút này để nó mở cửa bên kia đúng không? Ồ, cái này dễ các bạn ạ. Ôi, à anh hiểu rồi. Mình sẽ để như thế này thôi. Mình sang ngoắc hai bên này. Quá thông minh. Sao ơi, bấm hai nút còn không? Bên này bấm nút, bên này bấm một nút. Đấy, vẽ ngắn ngắn một bên thôi thì nó sẽ không bị kênh lên. Và khi đó mình sẽ đi qua được. Yeah. Ô, đi vào đây sợ hy sinh này. Đừng đi được, cày lừa. Cày nhờ. Chỗ này mà không đi được các bạn ạ. Thì mình vẽ hẳn một cái đường màu trắng mình đi qua. Ô, thế thì có gì đâu mà khó. Tưởng thế nào dễ ợt. Ê, ông sao anh này. Ghê vậy. Ông lại chép bài. Ông còn chép bài với Thành thôi. Ông sao đi đường này chết à? Màu hồng chết à? Đúng rồi. Bây giờ các bạn ơi, chỗ này mình. Trời, màu hồng chết thì đi qua luôn. Màu hồng gì? Ốc không bao giờ chép bài, ốc chỉ là gọi là tham khảo thôi. Cái này thì có gì đâu mà khó. Nên này, một phát đi lên luôn. Dễ ợt các bạn ạ. Rồi, đến màn này rồi ốc ơi. Chỗ này xem nào. Ai ê, bất ngờ chưa ông già, em cũng đến rồi này. Ông già cái gì, hot boy, đầu cắt moi. Ông già đâu ra, chỗ này dễ. Đây, mình vẽ đây, xong mình vẽ một đường. Đây mình đợi, ông vẽ một đường đây đợi. Ôi chết rồi. Ai ấn nhảy nhảy nhanh quá các bạn ạ. À. Mình phải căng con cái này nó đi qua thì mình nhảy vào. Đấy, xong rồi nó đi sân đây. Nhảy lên rồi giời ơi. Rồi, tuyệt cả là vời luôn rồi. Đấy rồi, anh về qua đích rồi. À, đợi anh với, chỗ này chơi kiểu gì đây? À. Về đích rồi. Cái này dễ quá, cái này dễ. Tiền toàn đi chép bài, anh bị mắc chép bài đâu, người ta đi trước anh mà, người ta chép bài gì của anh. Chỗ này là sao? Chỗ này là thả trôi tự do. Để ra sao ấn được cái nút này hiểu không? Bây giờ cho mình cái chấm vào đây cho nó rơi xuống. Cái đấy thì có gì đâu mà khó. Nào, editor cho nhạc số kìa. Sổ số cái gì, rơi luôn. Wow. Vẽ cái rơi luôn mà cái lút thì đi trắng luôn. Ông vẽ 5 lần. Đây, được hẳn cái hộp quà to luôn. Rồi, cái hộp quà là chúng ta là
bắt đầu giai đoạn 1. Là chơi lại từ đầu đó các bạn. Và hôm nay bên Rạch Gỗ đã vượt qua thử thách vé và ốc là người rất gà. Mặc dù ốc về trước nhưng mà ốc toàn che bà anh mấy pha không, ốc còn không qua được. Anh còn phải chơi giúp ốc mấy mạn luôn. Các bạn đều biết nhá. Và nếu các bạn thích video thì đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh. Và các bạn đã vượt qua được bao nhiêu thử thách thì các bạn bình luận dưới cho bên này ốc biết nha. Còn giờ bye bye.